Xin chào toàn thể tất cả anh em cần thủ. Hôm nay shop mình mới về một cái dòng cần câu, cần rút chuyên dụng để cho anh em đi du lịch, đi phượt vì nó rất là gọn gàng, có thể để vào cốp xe. Cần này của hãng Daiwa, bắt máy toàn làm bằng kim loại hết và có 7 khuyên nhá, từ 5 đến 7 khuyên tùy đường chiều dài của cần. 1m8 thì đường 5 khuyên, còn 21, 24, 6 khuyên này, 2m, 3m thì được 7 khuyên. Bắt máy rất là chắc chắn này. Cần này tải tĩnh thì từ 1 đến 2 cân, còn tải cá từ 5 đến 7 cân nhá. Đó, rất là đẹp. Đây, đọt đây. Đọt của cần này là tầm 2mm. Đọt 2mm nha anh em nhé. Rất là cứng cáp nên tải cá rất là khỏe luôn. Đó, rất là chắc chắn nhá. Khuyên 4 chân, lõi sữ và có 7 màu rất là đẹp. Và khuyên này chống xoắn nha anh em nhé. Anh em yên tâm câu cá luôn. Hàng này của hàng Daiwa nên rất là uy tín. Anh em đi du lịch để trong cốp xe tiện, rất là tiện lợi. Đây, đọt đây, rất là đầu dấu bên trong lắp. Trên màn hình của anh em là cái cần 21 và cần 2m4. Cần 21 thì dài tầm 30 phân, 2m35 phân, còn 2m4 dài hơn tầm 37 và 38 phân. Rất là gọn gàng để nhét cốp thoải mái luôn. Đó. Cần này có chiều dài từ 1m8, 2m1, 2m4, 2m7 và 3m nhá. Giá thành thì mình sẽ để ở dưới bài viết cho anh em tham khảo. Nó rẻ thôi, chỉ hơn 200.000 một chiếc thôi. 1m8 thì mình đề giá là 260.000. 2m1 mỗi size tăng lên 20.000 nhá. Đó, đến 3m thì là 340.000. Là anh em có thể chiêm ngưỡng lại cái vẻ đẹp của chiếc cần của mình. Đó. Anh em mua hàng của shop thì lúc nào cũng được kiểm tra hàng nhá. Đúng hàng, đúng mẫu thì anh em mới nhận hàng, còn không thì anh em có thể trả lại của shop. Đó, anh em mua hàng liên hệ với mình qua số điện thoại dưới màn hình nhá. Anh em nhớ đăng ký kênh giúp mình, chia sẻ giúp mình. Cảm ơn anh em đã theo dõi video.